Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, những lò mứt dừa Tết ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè lại hối hả vào mùa. Mỗi người một công đoạn, sơn, phơi, gói mứt, ai cũng tất bật để cho ra lò những mẻ mứt thơm ngon, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết. Sớm làm mứt dừa ở xã Hòa Khánh xuất hiện cách đây hơn 30 năm. Nghề làm mứt này mỗi năm một vụ, kéo dài gần một tháng giáp Tết Nguyên Đán. Do đó, các hộ gia đình hối hả chạy đua với thời gian để thu gom nguyên liệu, cho ra những mẻ mứt thơm phương phức, phục vụ nhu cầu tiêu dùng ở địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, miền Trung và miền Bắc. Trung bình mỗi hộ sản xuất phải thuê từ 4 đến 10 lao động, tiền công mỗi ngày từ 200 đến 300 ngàn đồng một người. Mứt dừa dù không làm quanh năm suốt tháng, nhưng vào đợt Tết, tính ra các lò mứt cũng thu hàng chục lao động. Nhờ đó, những người lao động nghèo có thu nhập để ăn Tết. Làm nay cũng 3-4 năm rồi, làm ngày được 300, cũng đỡ trang trải mấy ngày Tết. Theo nhiều chủ lò làm mứt dừa ở xã Hòa Khánh cho biết, bây giờ trái dừa không bỏ thứ gì. Khi lọc trái dừa ra để làm mứt, vỏ dừa sẽ bán cho các cơ sở sản xuất chỉ sơ dừa. Miếng cáo dừa dùng để đốt lên sân mứt. Nước dừa trước đây bỏ đi, nhưng bây giờ người ta thu mua để làm thạch dừa hoặc nấu thành nước màu dừa xuất khẩu. Da dừa, vỏ ngoài của phần cơm dừa được gọt ra là nơi tích tụ nhiều dầu dừa nhất trong một trái dừa, đem phơi bán cho các cơ sở làm dầu dừa. Để làm được mứt dừa ngon, dẻo và thơm, đầu tiên phải chọn cơm dừa sao cho không quá cứng, cũng không quá mềm. Bởi cơm dừa cứng quá, mứt dừa làm ra ăn sẫm xì, còn mềm thì sơn đường không thấm vào và dễ bị gãy. Cơm dừa sau khi làm sạch, xả nước nhiều lần và cắt ra từng miếng, ướp đường và sơn mứt. Đây cũng là công đoạn khó nhất, đòi hỏi người làm phải thật khéo tay, nếu không, dừa không thấm đường, dễ bị khét. Năm nay, giá nguyên liệu dừa tăng gấp đôi so với 2 năm trước. Đường cát tăng hơn 10.000 đồng một bao. Ngoài ra, giá nhân công cũng tăng, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên Tết này mức dừa sẽ không lãi và đầu ra cũng giảm và khó tiêu thụ so với trước đây. Do đó, số hộ làm mức dừa giảm đáng kể. Mức dừa đường xá cũng mà khó khăn, công cán rồi cũng mướn cũng khó, mà dừa thì không có, rồi mức thì cũng rẻ, mà cũng không có đạt như mấy năm trước. Năm ngoái mần rồi là bán liền, hôm nay mần rồi bán không có được gì chứ. Thì mần kiếm xài ba bữa Tết vậy thôi chứ đâu có mần mà như mấy cái chuyện kia mần hoài. Thì năm nào đó thì mình làm quen rồi thì cũng mần. Cái làng mứt dừa của Cái Bè mình á em, mấy năm trước thì tiêu thụ ngon lắm mà nhưng năm nay á, cái đầu ra nó không có được ổn định á. Cái nhờ chính quyền địa phương của sở của ba ngành của mình ở tỉnh á, xem xét lại cho cái được cái đầu ra cho ổn định cho bà con mình ở đây làm mứt được ngon lành đặng có tiền ăn Tết đồ nó vui vẻ hơn. Mứt dừa là thứ không thể thiếu trong ngày Tết, đó vừa là truyền thống, vừa là nét duyên khi mời nhau chúc mứt ngọt ngào như cầu chúc mọi điều hanh thông thuận lợi trong năm mới. Chính vì điều đó mà sớm làm mứt dừa Tết ở xã Hòa Khánh lại rộn rã vào mùa.